nhanh. Dạ, bảo kinh khó lên, nhưng mà kinh em thì đau lắm quá. Sao khi mưa liên tục luôn, răng kích kinh em đi. Các bạn này, còi cá nha. Còi cầm nha. Cá sống Tây Bắc á. Cho nó hai gan này. Làm thử miếng nghe à. Có ăn được không? Cháu sắp còn và chứ cháu dùng nhiều quá món. À, bắt đầu. Đấy. Đó là sỏi. Khóc sắp đi tìm đi. Xem mắt nha, chắc chắn là có bà là chim ướt cửa vẫn. Là dầm thân nha, chứ trước mà xương nó. Thế bắn nè. Má để đây nè. Má em hứa em ăn đi luôn mày. Rồi, cái này tới bác nha. Hai cái đánh mà. Rồi nhớ chia sẻ cho mình nha. Nhưng mà lại rồi, nhưng chọc rồi. Đây. Cái này kinh lăng này. Hai anh ăn kinh lăng kia đâu? Hai anh cơm đi. Anh ăn kinh lăng. Nè, là con đây. Nè, thì con mới kìa. Nó con nó mới tì tì con nè. Nó điền, ăn phần. Đâu nè. Từ năm 5 đến tháng 6 thì đông bắc bộ. Đấy mà nè. Đấy. 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 Lao rồi nhà nè. Bảy gì vậy? Cắt tạm cái rồi. Cái gì mà đang nghe lâu cái tà thế. Lâu tà rồi đi kìa. Lắp tà mà. Ui, đây 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 có bé. Thì ừ, cho này đâu. Lắp tà thế kìa. Ôi, đừng làm thế. Đánh ra. Chè thế kìa. Không ăn. Không ăn ai đi để đây. Cho chúng người ăn. Ôi, đừng em. Không khóc khóc khi tà mới làm đi. Thật kìa với hổng bé. Sổng đi. Nó sổng ra. Nó sổng ra. Nó sổng ra. Nó sổng ra. Đưa em cá em con này này. Từ ghê ghê từ. Hôm phẹt tháng rồi. Ôi ăn cá lại nha. Chân là sao chứ? Chân là ít nhiều. Sổng tốt á. Sổng tốt á. Cá sống á. Sổng tốt á. Sổng tốt á. Sổng tốt á. Sổng tốt á. Con của này. Hai anh quay chú ăn cá cơm mà. Nè. Giới thiệu đi. Ăn thử ra cái mình đi. Quay gần vào. Cá nhau đôi rồi. Đâu rồi đó. Ăn con bé đó. Ui, cá đẹp thế. Ngươi, ngươi, ngươi con cá gì ấy? Cá này có con cá nhiều lắm. Con thử một con thôi. Cầm cầm cầm. À. À. À.
Công an và Việt Nam. Nhiệm vụ của đoàn kiểm tra liên ngành là làm việc với cơ quan hải quan. Sáu của mày rồi. Sáu của nhau chính là gần. Sam gần đây. Tao cô bà Sam gần quay. Nghe nó. Bất sổm đi nào. Bên hình sổm đi. Kéo. Bắt đầu. Tức cửa cái má nọ.